Tập 39. Vào đi. Đừng manh động. Hãy đợi cứu viện. Hãy đợi cứu viện. Cô Kha có gì sai bảo không? Khi nào thì tôi mới có thể ra khỏi chỗ này? Mấy hôm nay Phong tiên sinh rất bận. Đang bận việc gì? Chuyện này không thể nói cô biết được. Cậu nói với anh ta là tôi muốn gặp anh ta. Tôi sẽ chuyển lời. Ngồi xuống đi. Mau ngồi đi. Sao nào? Tôi thấy bác Vương vẫn không muốn tha cho Phong Nhụy Trì. Nói tiếp đi, không sao. Rốt cuộc anh ta có ý gì? Tham lam. Chỉ muốn tiền là của một mình anh ta. Anh nói đi, làm sao đi? Tôi nghe cậu. Rồi sẽ có cách thôi. Chủ ở đây là bác Phần. Đợi tôi ở đây, tự chơi một lúc đi.
Về rồi à? Đi thôi. Cứ đi thế à? Con muốn làm gì nữa? Không phải nghĩ cách cướp Trì thiếu gia đi à? Không cần. Sẽ có người đưa họ đến tận cửa. Tạm biệt các em gái của cậu đi. Raymond, tôi đến rồi. Được, tôi sẽ cẩn thận. Tôi muốn tìm Amanda. Ai? Amanda. Mời vào. Cô Kha, Phong tiên sinh muốn gặp cô. Cuối cùng cũng chịu gặp rồi à? Tôi ra ngoài đợi. Khoan đã. Cô Kha, cô sao vậy? Cậu biết Thần Thế Kiệt không? Từng nghe nói. Cậu có biết anh của cậu chết thế nào không? Biết. Vì cứu Phong tiên sinh. Vậy cậu có biết Phong tiên sinh này không phải Phong tiên sinh thật, mà là Thân Thế Kiệt mạo danh? Họ cần kẻ chết thay cho Thân Thế Kiệt. Mà anh của cậu chính là kẻ vô tội đó. Là Thân Thế Kiệt đã hại chết anh ta. Cô Kha, tôi không rõ cô đang nói gì. Trong lòng cậu hiểu rất rõ. Trong lòng tôi, anh ấy chính là Phong tiên sinh. A Cương, cậu đừng ngốc nghếch nữa. Bây giờ kẻ giết chết anh trai của cậu đang... Đừng nói nữa. Phong tiên sinh, đợi lâu sẽ không vui đâu. Tôi biết cô là một người tốt. Những gì cô vừa nói tôi sẽ không nói với Phong tiên sinh. Yên tâm. Có thích chiếc váy cưới tôi chọn cho em không? Không thích. Đáng tiếc quá. Em không được chọn.
Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh đừng nói với tôi là anh đưa tôi đến đây chỉ để ép một người vốn không hề thích anh, thậm chí còn muốn giết anh, phải kết hôn với anh sao? Em là vợ chưa cưới của tôi. Tôi chỉ hoàn thành, tôi nên cử hành, vốn không ý nghĩa gì hết. Vậy à? Tôi đã chọn xong nhẫn cưới rồi. Anh biết kết quả là gì mà. Tôi cho rằng em gặp lại tôi, ít ra sẽ thấy hơi áy náy. Áy náy? Sao tôi phải áy náy? Trước giờ chưa có một ai có thể chơi tôi thành ra như vậy. Chúc mừng em, Kha Oánh. Em làm được rồi. Cảm ơn đã khen ngợi. Em nói gì? Cảm ơn đã khen ngợi. Bây giờ em lại đây hôn tôi, tôi sẽ tha thứ cho em. Tôi có thể xem như điều chưa từng xảy ra. Nhắm mắt lại. Em luôn lừa dối tôi. Tất cả những chuyện em từng làm, tất cả những lời em từng nói đều là lừa tôi, phải không? Phải. Em chưa từng thích tôi, phải không? Phải. Tại sao? Em nói đi, tại sao? Để sống sót, để báo thù. Súng chĩa vào đầu rồi, sao lại không thể tiếp tục lừa dối hả? Tôi mệt rồi, tôi không muốn dối trá nữa. Tôi thực sự muốn bắn chết em. Anh nổ súng đi. Bắn chết đi. Nếu tôi muốn giết em thì đã giết em từ lâu rồi, còn phải đợi đến bây giờ à? Có thể lừa dối lâu như vậy cũng có thể xem là một dạng yêu nhỉ? Thần Thế Kiệt, anh có hiểu yêu là gì không? Tôi không hiểu, tôi có thể học mà. Em có thể dạy tôi sẽ học được. Không phải em nói em thích đảo Panama sao? Mấy hôm nữa tôi lấy được tiền, chúng ta sẽ đi mua đảo.
Nếu tất cả thuận lợi, chúng ta có thể đến đó trước Tết Dương lịch. À Ảnh, năm đầu tiên của chúng ta sắp đến rồi. Anh tỉnh lại đi. Tôi sẽ không mua đảo gì đó với anh đâu. Tôi nói cho anh biết, anh đừng nằm mơ nữa. Anh sẽ không có năm đầu tiên, sẽ không có gì hết. Anh sẽ không thoát được đâu. Thứ chờ đợi anh chỉ có đường cùng, đường chết thôi. Vừa nãy tôi nói với anh rồi, trước tới giờ tôi chưa từng thích anh. Từ trước đến giờ tôi chưa từng, từ bắt đầu cho đến kết thúc, tình cảm của tôi đối với anh chỉ là sợ hãi, chán ghét, hận thù. Nếu như tôi chưa từng làm những chuyện làm tổn thương em, có lẽ em sẽ thích tôi, đúng không? Không thể nào. Bởi vì anh là một tên cặn bã. Đúng. Tôi là một tên cặn bã. Nhưng tôi sinh ra không phải là tên cặn bã. Trên thế giới này rất có nhiều người đều thê thảm hơn anh, đã từng trải qua sự khổ cực và trắc trở nhiều hơn anh. Nhưng cho dù như vậy, họ không hề chọn từ bỏ sự lương thiện và chính trực của bản thân. Bọn họ sẽ không làm chuyện xấu như anh, sẽ không trở thành một tên tội phạm giết người phóng hỏa giống như anh. Bất kể là như thế nào, cho dù là anh nói anh bị ép đến đường cùng hay là bất đắc dĩ mà nên vậy, đó chỉ là một cái cớ anh đưa ra cho bản thân sau khi đã quyết định thôi. Bất cứ lúc nào, không có lý do gì có thể trở thành tự bào chữa sau khi anh đã làm chuyện xấu. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Vị trí của chúng tôi ở đây, một hòn đảo chưa được khai phá. Hai phía tây nam của đảo đều là khu rừng nguyên thủy. Nếu như chúng ta có thể chọn ở đây, từ trên đảo xuyên qua khu vực rừng rậm này đến khách sạn phía bắc bờ biển. Dựa theo tin tức chúng tôi có được, trong khách sạn có 11 lính đánh thuê, 6 tên vệ sĩ. Sau nữa, tốt nhất chúng ta nên bàn bạc về phương án hành động sau khi lên đảo. Được. Tôi cũng không biết. Dù sao trước đây đã yêu nhau rồi cắn nhau chí chóe, bây giờ bắt đầu nghĩ thông rồi lại kết hôn gì gì đó. Phụ nữ đúng là rắc rối. Phong tiên sinh, sao vậy? Có gì nói đi. Đồng hồ này là thứ anh tôi để lại cho tôi. Anh sắp kết hôn với cô Kha rồi, tôi tặng nó lại cho anh.
Thằng gốc, tặng đồ mà cũng không biết tặng. Đi xem cô Kha đi. Không có chuyện gì mà đi phơi nắng, phơi đến mức trông như con cua ấy. Anh Kiệt. Nói chuyện gì đi. Chúng tôi đang nói tại sao anh có phải đi làm lại cái hôn lễ này. Không làm hôn lễ này, làm sao mà mời Trì thiếu gia? Tôi hiểu rồi. Cuối cùng cũng thông minh ra rồi. Anh đừng giận. Nhưng mấu chốt của vấn đề bây giờ là sợ Ba Phân không thả người. Không cần lo. Ba Phân là một người thông minh. Bây giờ hắn không dám làm gì tôi đâu. Hắn sợ một khi tôi quỷ chìa khóa mật và tài liệu, tài sản của nhà họ Phong sẽ bị tiêu tan hết, chẳng ai động được vào. Nếu hắn đã bắt Trì thiếu gia làm con mồi thì cũng phải chạy lại trước mặt tôi thôi. Thế mới kêu tôi cắn câu được. Anh Khôn, anh nghe hiểu hết không? Tôi không cần hiểu. Tôi chỉ cần nghe A Kiệt. Tôi cũng vậy. Tôi giống anh Khôn, tất cả mọi chuyện đều nghe anh Kiệt chỉ huy. Nhưng mà Trì thiếu gia này có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy sao? Không thể tùy theo nó được. Nhớ lấy. Đau buồn như những chuyện không hay chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Anh nên giống như anh em của cậu, học được cách chấp nhận cuộc sống, hưởng thụ cuộc sống. Ngài Ba Phân nói đúng. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi tham gia hôn lễ với cậu. Còn chỗ này yên tâm, cứ giao chuyện an toàn lên người tôi. Ở đây không có ai dám bất kính với khách của tôi. Tôi xin cảm ơn ông Ba Phân. Đừng khách sáo. Chúc may mắn. Trì thiếu gia, anh nói xem Ba Phần có để chúng ta gặp Phong tiên sinh không? Tôi cũng chẳng có giá trị lợi dụng gì, chắc chắn ông ta sẽ chuyển mục tiêu thôi. Hôn lễ không sớm không muộn, đến vừa đúng lúc. Vào đi. Được. Hưởng thụ đi. Các anh em, càng ly, càng. A Kiệt, điện thoại. Alo. Biết rồi.
Quyết định xong rồi. Ngày mai bác Phân sẽ đưa người qua. Thế tôi phải nhanh chóng chuẩn bị. Chuẩn bị cho tốt đi. Mọi việc thành công, chúng ta sẽ lập tức rời đi. A Kiệt, chuyện không thuận tự nhiên sẽ không có kết quả tốt. Sao vẫn chưa gọi nhỉ? Anh Khôn, anh Khôn, làm gì đó? Trời đẹp phơi nắng. Phơi đi. Anh Khôn, các anh đi đâu đó? Có việc ra biển. Ra biển đúng không? Ngày nào tôi cũng ở đây đến phát ngán rồi. Có một lần anh Thanh đưa tôi ra ngoài, thú vị lắm, đồ ngon đều có hết. Anh đưa tôi đi với. Tôi đến chỗ. Cậu cứ ở trên đảo ngoan ngoãn đợi tôi, đừng gây rắc rối. Anh thật sự không đưa tôi đi à? Kia, chính là hòn đảo đó. Khách sạn thuộc về anh Ba Phần. Gần đây vừa hay có vài người Trung Quốc đến ở. Người anh muốn tìm chắc là ở đó. Tôi sẽ giúp anh qua đó kiếm một con thuyền. Trời tối sẽ âm thầm đưa anh lên đảo. Đẹp không? Đáng tin không? Đương nhiên. Chính tay tôi chế tạo cho em mà. Quy lực thế nào vậy? Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng đừng cách tôi quá xa. Nếu như vượt quá phạm vi 200 mét, hoặc là thắt lưng bị kéo đứt, nó sẽ tự động phát nổ. Bắt đầu từ bây giờ, mạng của em sẽ kết nối chặt chẽ cùng với tôi. Nhìn thấy chưa? Đây là mạch đập của tôi. Nếu như tim tôi ngừng đập, nó cũng sẽ phát nổ. Vậy anh hãy bảo vệ bản thân mình cho tốt. Tuyệt đối đừng bị bắn chết. Tôi không muốn chết chung với anh. Yên tâm,
Tôi còn phải mua hải đảo cho em. Đợi mọi chuyện kết thúc cả rồi, tôi sẽ cho em cuộc sống mà em muốn. Cuộc sống mà tôi muốn, tôi muốn một cuộc sống như thế nào vậy? Tôi cho em cuộc sống như thế nào, em sẽ muốn cuộc sống như thế đó. Tôi cảm ơn anh nhé. Chúng ta phải bảo vệ hai người này. Anh yên tâm. Cái này cho cậu. Cho cậu. Cái này cho cậu. Xin chào. Tôi biết rồi. Bát Phân cũng lên đảo rồi. Bên cạnh có bao nhiêu người? Như vậy thì việc bắt giữ sẽ khó khăn hơn. Chúng ta cần đợi bộ đội chi viện đến rồi mới hành động. Đợi chi viện thì phải đợi bao lâu? Vẫn chưa chắc chắn. Có điều anh yên tâm, chắc là rất nhanh thôi. Không tệ. Không tệ, hoan nghênh. Lát nữa để cậu ta ngầu quá. Tôi thích cái này. Kỹ thuật bắn súng của tên này không tệ. Lát nữa hãy để ông ta thể hiện khả năng. Thử không?
Bethlehem vừa đến, e là cảnh tượng sẽ càng hỗn loạn hơn. Chị chuẩn bị một chút đi. Trước khi Thân Thế Kiệt ra tay với Bethlehem, tôi đã chuẩn bị cho chị một bộ quần áo. Tôi đưa chị ra ngoài trước. Chỉ cần có thể lên thuyền, mọi chuyện đều dễ nói. Anh đi theo Thân Thế Kiệt qua đây, rốt cuộc là vì cái gì? Chắc không phải cứu tôi chứ? Tôi không biết, chỉ bị bọn họ ép qua đây. Anh đến bắt Thân Thế Kiệt, bắt anh ta về, tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật, vì cảnh sát Trần, vì những người đã bị anh ta hại chết, dương cao chính nghĩa, đòi lại công bằng cho họ, cũng vì lương tâm của chính tôi. Bây giờ việc anh cần làm là cứu Phong Nhụy Trì ra ngoài trước. Không phải anh ta sắp xếp anh trông chừng hắn sao? Đây là cơ hội tốt, nhưng cơ hội cứu anh ta ra ngoài. Tại sao? Bởi vì không có Phong Nhụy Trì, tài liệu và chìa khóa mật trong tay anh ta sẽ không có ích gì nữa. Chỉ cần anh ta không lấy được tiền của Phong Thị, anh ta sẽ không làm được gì cả. Sớm muộn cũng sẽ bị cảnh sát bắt được. Được, chị yên tâm. Tôi hiểu rồi. Đừng động vào. Cái này phải làm thế nào? Yên tâm đi, không sao đâu. Cái này Thân Thế Kiệt hãy giao cho tôi. Bây giờ chắc chúng ta đã được xem là chiến hữu rồi. Vậy chúc chúng ta đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây không có ai có thể làm hại khách của anh Bai Phân cả. Cục trưởng Cục Cảnh sát đi tìm anh Ba Phân, thông qua anh Ba Phân để tìm hiểu một vài chuyện của Phong tiên sinh. Nhưng anh Ba Phân nói với họ, họ là bạn tốt, sẽ không bắn đứng anh ấy với bất cứ ai. Giống như Trì thiếu gia, anh Bác Phân từng nói với Trì thiếu gia có thể yên tâm sống ở chỗ anh ấy, không ai có thể làm hại cậu ấy. Rất cảm ơn anh Bác Phân. Sau khi nhà họ Phong chúng tôi xảy ra chuyện như vậy, anh vẫn bảo vệ hai anh em chúng tôi. Tìm cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp tử tế. Cạn ly. Anh Bác Phân muốn biết tiếp theo cậu sẽ làm gì. Anh Thân. Bạn bè. Chào Trì thiếu gia. Lúc đầu trông cậu cũng có chút bản lĩnh. Cậu xem, tôi nói không sai chứ? Trì thiếu gia, lại nói điều tôi phải không? Tôi nói thật mà. Tiểu Vũ, đến đúng lúc lắm. Tôi thấy Trì thiếu gia ở đây có vẻ buồn chán. Cậu đi cùng cậu ta xuống tầng đi dạo đi. Được thôi. Cậu xem, vẫn là anh ta hiểu tôi. Nào, chúng ta đi thôi.
Tiểu Vũ, luôn phải theo sát đi. Hỏi đi.